số thứ 7 rồi các bạn ơi. Chúng ta đến với tại giải bóng đá của quốc gia trong mặt lịch sử Nguyễn Du 2021 nha. Trận đấu đang diễn ra ở bên trong đây. Rất quen thuộc. Đó là giữa giọng ca Bất Bại gặp chị em chúng mình. Đây. Đây là con bị ra có mặt tại trường học phổ thông Bằng Đông. Và còn đây là bóng chuyền dành cho các thầy cô cũng như các học sinh. Đều có một buổi chung giao lưu đầy nhiệt huyết. Rất tuyệt vời. Thời tiết ngày hôm nay khá là thuận lợi thôi. Vừa rồi số thứ 8 xin lỗi các bạn nha. Ngày hôm nay do nhầm số đây. Số thứ 6 vừa rồi diễn ra một cặp đấu thú vị. Đó là đội thủ Sinh Tâm gặp bị đội Phấn Trắng. Còn số thứ 8 diễn ra là vừa rồi với chiến thắng Nhạc hội Sông Ca. Số thứ 5 chứ số thứ 6 là Nhạc hội Sông Ca gặp đặc nhiệm Bùi Tú Trắng thì Nhạc hội Sông Ca thua với cách biệt một bàn. Còn số thứ 8 để diễn ra cặp đấu giữa ông Bốn Hảo gặp Quỳ Lưu Đá Nóng với chiến thắng 3-0. Rồi số thứ 9 là diễn ra trong cặp đấu giữa xứ sở Cầu Vồng gặp Bà Rịa Vũng Tàu, đó là chiến thắng 2-0. Xin lỗi hôm nay nhầm số đây cho nên nhầm tập rồi. Vừa rồi cũng đã trao qua 9 tập rồi, đây là tập thứ 7 giữa chị em chúng mình gặp giọng ca Bất Bại. Giọng ca Bất Bại còn chi giải trí Liên Quân của Hà Nội Đa Đa truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chị em chúng mình do Đông Tây Phụ Motion và đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Bao nhiêu rồi? Mười mấy rồi? 100 phần 1 rồi anh ơi. Gì? Tìm kia 1 bên này 100 rồi anh ơi. Tìm kia đá đảo. Không, tìm kia, tìm này hình như là 1 tỷ rồi. Tìm này 1 tỷ. Tỷ gì mà tỷ? Đó, nói không ra sự thật đi. Trần Văn Minh Chí, đây này. Hả? Tên này Trần Văn Minh Chí. Có vẻ là hay lắm rồi. Giọng ca Bác Bà đang lợi thế rồi. Lợi thế trước chị em chúng mình rồi. Vậy làm nhiều nhất nha. Đó, bao nhiêu bay ở bên đồ chạy đó, bao nhiêu bàn rồi? Bên đội đó bao nhiêu nhỉ? 5. 5 bên này 7. Do này thiếu em. Đây 5 giờ 45 đã đúng không? Ừ, đúng rồi. Sao? Từ 5 giờ 15 bao nhiêu rồi? Bây giờ là 5. 5 giờ 15 đó. Bây giờ là bên kia 5. Này bên này 7. Đây được rồi. Từ 5 giờ 15 trở đi là bao nhiêu? 50, 57. 5 giờ 15 đến 5 giờ 45 là 37 đúng không? Bên kia đúng không? Bên kia 5, bên này 8. 6 8 rồi. 68 hai bên này ghi nhiều nhất, hai bên này ghi nhiều. Đợt 1 là 57 đúng không? Ừ. Rồi em, bên kia. Em ghi 8 bàn, em ghi 7 bàn rồi đó. Rồi đây cái này là chị số liệu cho ông vừa vào lúc 17 giờ 15 thôi. Lục nổ nha. Ừ. Như vậy là chúng tôi đã cập nhật con sọp đồ thứ 7 nha. Thành gái. Ừ. 4 bàn nha anh, 4 bàn. 4 bàn rồi. Số liệu. Có vẻ số liệu thống kê rất là phù hợp cho cặp đấu vừa rồi rồi. Vào 17 giờ 15 đến 17 giờ 45 luôn. Xuất sắc nhất ở đây. À mới 17 giờ 40. Đó là một trong những số liệu thống kê mà đã. Ừ. Đội trưởng nè. 57 đúng không? Ban đầu 57 đúng không? Bên kia gì vậy? Bên đây thắng gì? Bên kia 6, bên này 8. Em như 7 bàn. Giờ 6, 8 à? Đây đúng không? Giỏi đấy. Rồi. Ghi nhiều bàn nhất nè. Cái này là... Bây giờ. Ok. 9, 6. Ok. Em như 7 bàn. Ok, rồi. Rồi, chúng tôi đã. Chân nè. Ồ, nói chung được. Được. Rồi, đồng bào các bạn. Thông báo cho các bạn, chúng tôi đã cập nhật cho cặp đấu số thứ 7 diễn ra, nghe nói là chỗ đây diễn ra hai đợt thi đấu luôn. Và với chiến thắng ngày hôm nay, đó là phần chiến thắng thuộc về đó là chị em chúng mình. Chiến thắng 7 năm trước chủ nhà giọng ca Bất Bại. Lần đầu tiên Ngô Kiến Huy đã thất bại trong một buổi giao lưu quá là nhiệt huyết rồi. Không thể tin được. 96 mà. 79 là 57 đó. 57 đó nó bị hai bàn đó.
Rồi chúng ta đã cập nhật trong cặp đấu giữa giọng ca Bất Bại gặp chị em chúng mình. Và xin chúc mừng hội chị em phụ nữ giành chiến thắng với tỷ số 7-5. Và có lẽ là hôm nay chương trình ngày càng hay hứa so với giọng ca Bất Bại. Đúng là một trong những chương trình ca nhạc chuyên sâu và được đánh giá mạnh. Nhưng mà đáng tiếc quá. Mà được về chắc chắn mong rằng sẽ còn nhiều điều hấp dẫn và thú vị cho đang chờ đón ở đây. Trong những số sau, kéo dài khoảng vài tuần. Và cập nhật kết quả trong cặp đấu giọng ca Bất Bại gặp chị em chúng mình sẽ khép lại cho một buổi giao lưu trong cặp đấu này. Khuôn khổ và mong đá cũng diễn ra trong một cơ sở Vũ 2021. Chúng ta xin hẹn gặp lại quý vị các bạn và trong những chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây mới chỉ là cập nhật kết quả trong cặp đấu thứ 7. Đó là tập 7 thôi, vì thời gian thi đấu trong ở sân có vài cặp đấu khác, từ cặp đấu thứ 6, cặp đấu thứ 8 và 9 thôi. Tức là tập 6 và 6, 8, 9 thì thi đấu vẫn chưa xong. Cho nên là dù sao thì đội cũng tới đây muộn hơn. Do vì sân vận động phòng vụ cũng đã kết thúc cho sớm. Cho nên cứ bao giờ cũng bất kỳ trong những số nào sẽ được cập nhật kết quả và có thể họ sẽ nói ra. Xin đăng ái chào tạm biệt.